Xin chào quý bạn, tôi đang có mặt tại Ford Hà Nội và ngày hôm nay thì tôi rất muốn gửi đến các bạn một mẫu xe an toàn nhất phân khúc nhưng lại chết yểu một cách kỳ lạ tại Việt Nam, một phần vì giá bán và thói quen mua sắm. Đó chính là Ford Focus, và trước mắt chúng ta là phiên bản cao cấp nhất của dòng Ford Focus. Ford Focus Titanium Sedan có giá bán niêm yết là 770 triệu. Tuy nhiên hiện tại để sở hữu mẫu xe này thì con số nó chỉ loanh quanh đâu đó ở mức khoảng tầm 700 triệu. Thông tin chi tiết về khuyến mại giá bán các bạn vui lòng liên hệ trực tiếp theo số hotline. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu đôi chút. Đây chính là phần ngoại thất thiết kế đầu của xe. Một cái thiết kế rất là nam tính và cơ bắp. Phần đầu xe sở hữu những cái chi tiết đặc trưng như là lưới tản nhiệt và đèn sương mù thiết kế góc cạnh và cái đèn pha hiện đại với đèn dạng hít xenon đó, và có cả đèn chiếu sáng ban ngày. Đèn này có chức năng tự động bật tắt khi trời tối và thậm chí có cả cái tính năng bộ rửa đèn rất là tiện lợi. Ở phần đèn này chúng ta cũng có cả cái tính năng đó chính là mở rộng theo góc lái. Chiếc Ford Focus này thì nó rất là một cái thiết kế thật sự là nam tính mạnh mẽ. Nó thể hiện ngay từ những cái chi tiết nhỏ nhất. 6 cảm biến ngay phần đầu xe. Đủ để các bạn hiểu Ford quan tâm như thế nào đến an toàn của người dùng. Ở phần ngoại hình thì chiếc Ford Focus này có kích thước tổng thể là 4538 x 1823 x 1468 mm và chiều dài cơ sở đạt 2648 mm. Đây là một con số có phần hơi kém thế một chút so với các mẫu xe sedan hạng C khác trên thị trường như là Cerato, Mazda 3, Elantra và đặc biệt là Toyota Altis. Đó chính là một trong những điều đã khiến cho Ford Focus không được tin dùng quá nhiều tại Việt Nam. Ở phần thân xe như các bạn đã quan sát, chúng ta sẽ có một chiếc gương chiếu hậu chỉnh điện có sấy và gập điện rất là tiện lợi. Bộ la răng 16 inch. Nói chung ấy là Focus thì thiết kế rất là ấn tượng. Và thậm chí là Titanium thì còn rất nhiều cái công nghệ hay mà không phải là một cái mẫu xe sedan hạng C nào cũng có. Ở phần đuôi xe chúng ta cũng có tới 4 cảm biến và camera lùi. Sau khi mở cốp ra thì các bạn thấy một điều mà Ford Focus hơi bị mất giá một chút, đó chính là khoang hành lý thì rất sâu nhưng mà lại hẹp. Thật sự là khá chật chội và không thể giúp cho chúng ta có nhiều cái không gian chứa đồ được. Nó hơi kém một chút so với những chiếc Altis hoặc Elantra. Đây là hàng ghế thứ hai, cũng là một điểm yếu thế của Ford Focus. Không có cửa gió điều hòa, ghế sau thì cố định và khá là dựng. Cái ghế sau dựng khoảng để chân đầu gối không thoải mái, trần xe thấp. Đây là ba điểm yếu chết người ở hàng ghế thứ hai của chiếc Ford Focus. Ở khoang cabin thì Ford Focus ấn tượng hơn. Những cái vật liệu rất là cao cấp, sang trọng. Các nút bấm thì được điều thiết kế rất là hợp lý và dễ sử dụng. Và các bạn, như các bạn đang nhìn, ngay từ cái vô lăng hay là cái bảng điều khiển trung tâm cho cảm giác chúng ta đang cầm lái một chiếc phi thuyền thì đúng hơn. Bảng đồng hồ điển hiện ra thông tin, nó có rất nhiều cái thông tin hiển thị này, ví dụ như báo nhiên liệu, quãng đường, điều chỉnh độ sáng đèn và theo dõi nhiệt độ bên ngoài. Xe còn được trang bị cái hệ thống kiểm soát tốc độ, cruise control tích hợp trên vô lăng này, và một số cái hệ thống khác ví dụ như cảm biến gạt mưa này, cửa kính điều khiển một chạm, khóa cửa từ xa. Xe còn được trang bị sẵn cả cửa sổ trời. Chức năng giải trí cũng rất là ấn tượng với màn hình 8 inch, CD một đĩa, đủ tất cả kết nối, hệ thống kết hợp signal. Và đặc biệt là chiếc xe được trang bị tới 9 loa, một con số mà không một chiếc sedan hạng C nào có được. Ngoài ra nó còn có khả năng phát wifi. Đây là một điểm cực kỳ ấn tượng. Về phần vận hành thì chúng ta sẽ có một cái khối động cơ 1.5 lít EcoBoost 16 van và cho chúng ta tới 180 mã lực tại 6.000 vòng trên phút, mạnh nhất phân khúc, kết hợp với một hệ số hộp số tự động 6 cấp, có cả lẫy chuyển số, cực kỳ ăn khớp với cái khối động cơ và rất là tiết kiệm nhiên liệu. Tính năng an toàn
Đó là một điểm cực kỳ đáng nói trên Ford Focus. Chúng ta sẽ có chống bó cứng phanh ABS, phân phối phanh điện tử, cân bằng điện tử và nhang dốc, dừng xe chủ động, kiểm soát hướng và lực kéo. Các tính năng khác, ví dụ như chúng ta sẽ có camera lùi này, hỗ trợ trước sau, cảnh báo thắt dây an toàn, 6 túi khí. Chiếc Ford Focus sedan này đang được niêm yết giá khoảng 770 triệu, tuy nhiên thì giá bán thực tế loanh quanh đâu đó tầm 700. Thông tin chi tiết các bạn vui lòng liên hệ theo số hotline tôi đã đính kèm video để có mức giá tốt nhất và là những người cuối cùng sở hữu mẫu Ford Focus trên thị trường. Xin chào và hẹn gặp lại quý bạn ở trong những video clip tiếp theo. Xin cảm ơn ạ.